Hãy xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Ghost of Friendship và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Brawl Star. Và đây là một cái bản cập nhật Halloween mới của tựa game này. Và nó sẽ cho chúng ta thêm một cái sinh tồn gọi là chỉ có mùa Halloween mới có cái thể loại này. Khi mà các bạn sinh tồn trong cái map thì các bạn sẽ bị rút máu từ từ. Và cách duy nhất để hồi máu đó các bạn giết người ta hoặc là các bạn gây sát thương lên người ta thì các bạn mới được hồi máu. Và hôm nay mình cũng sử dụng một cái con khá là máu giấy để chơi cái map này và mình khá là liều như làm vậy, nhưng mà không sao. Con này mình đã nâng nó lên cấp 6 rồi. Giờ mình sẽ chơi đôi nha các bạn. Chơi đôi thì nó sẽ được đồng đội gánh. Đây con này mình lần đầu mình chơi mình không biết nha. Halloween thì cái soundtrack của nó cũng đổi luôn. Đấy. Thì trong cái chế độ này thì tất cả các con brawler của các bạn sẽ biến thành một cái hồn ma. What? Nó lắc. Hả ní. Khoan, hình như cái này nó cũng lắc. Trẻ bò. Hư cấu boy. Và cái này có gây sát thương cho mình không? Không, cái này không gây sát thương. Fucking heck. Má, nó bắn đâu vậy? Piper. Khoan, đừng có nhây. Rồi xong. Mày sắp chết rồi con. Oh shit. Ok, bây giờ mình sẽ không chơi đàng hoàng nữa. Okay, it's time to skimp, be no homegirl, drop it like the NASDAQ. Blue white girls like this coke up my ass crack. Blue black girls, cause man, fuck it, I'll just be the I'm a pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter in Adidas with some shorts. B-O-O all over me, my green is where it's supposed to be. Your green is in my grocery. This Asian dude, I stole his girl, and now he got that goatee peak. My dick is like an accent mark, it's all about me overeating. Hot like a park car, I sound weird like nigga with a hard arm. Fly like the logo on my cousin's 440. Eating Oreos like these white girls are floating. Hot for my ladies, whiskey for a grown man. Hanging in the islands with the